và các bạn, chào mừng quý vị đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Trong chương mục đời sống hàng ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện ô tô cỏ 500 triệu không ai thèm mua, bốc trúng biển số khủng, chủ nhân bán luôn giá 1,6 tỷ. Vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao khi chiếc xe bình dân Toyota Vios 2017 phiên bản số sàn bất ngờ bắt được biển số ngũ quý 9 30E99999 siêu khủng, đã được sang tên ngay với mức giá 1,6 tỷ đồng, gấp 3 lần giá trị thực của chiếc xe. Chơi biển số đẹp từ lâu đã là một thú vui của nhiều người, thậm chí họ còn không ngại bỏ ra số tiền lớn để có được một biển số xe đẹp, hợp mệnh. Thể hiện đẳng cấp, quan niệm phong thủy, tướng số hay đơn giản là sở hữu hàng hiếm, một biển số nhìn vào khiến ai cũng suýt xoa, chú ý cũng là điều rất đáng tự hào. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng xem nội dung chi tiết. Ô tô cỏ 500 triệu không ai thèm mua, bốc trúng biển số khủng, chủ nhân bán luôn giá 1,6 tỷ. Quý vị thính giả thân mến, gần đây, những chiếc xe ô tô bình dân với giá tầm trung vài trăm triệu đồng liên tiếp bấm được những biển số siêu khủng siêu đẹp. Sau khi sở hữu biển số đẹp, những chiếc xe này có giá sang tên lên đến cả tỷ đồng. Khoảng thời gian cuối năm 2017, cộng đồng mạng xôn xao khi chiếc xe bình dân Toyota Vios năm 2017 phiên bản số sàn bất ngờ bắt được biển số ngũ quý 9 30E99999 siêu khủng. Ngay sau khi bốc biển số đẹp, chiếc Toyota Vios đã được sang tên ngay với mức giá 1,6 tỷ đồng. Đây là mức giá khiến nhiều người phải giật mình vì cao gấp 3 lần giá bán của chiếc xe. Theo quan niệm của người Việt, số 9, cửu mang ý nghĩa trường thọ và may mắn. Việc một chiếc xe thuộc phân khúc giá rẻ dưới 5 triệu đồng được khoác lên mình biển số đẹp ngũ quý 9 được cư dân mạng ví von như người đẹp và quái vật. Bởi lẽ dư luận cho rằng một tấm biển số ô tô ngũ quý 9 có thể được định giá vài tỷ đồng, cao hơn rất nhiều lần so với giá trị của chiếc Vios. Được biết, chiếc Toyota Vios ngay sau khi bốc được biển số khủng đã được một vị đại gia tại tỉnh Phú Thọ mua lại. Có vẻ chủ nhân của chiếc xe rất thích số 9 nên ngoài chiếc Toyota Vios biển ngũ quý 9, đại gia này còn có một chiếc Lexus LX570 biển số 19A00099 và bán tải Toyota Hilux 19C09999. Không những thế, số điện thoại ghi trên thành xe cũng toàn số 9. Biển số xe siêu khủng từng được thấy gắn trên những chiếc xe sang. Tuy nhiên tại Việt Nam gần đây, loại biển số đẹp lại xuất hiện nhiều trên những chiếc xe bình dân như là Toyota Vios, Innova hay thậm chí cả xe tải. Hình ảnh về một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng biển siêu đẹp xuất hiện trên đường Hòa Lạc, Hà Nội khiến cho mọi người xôn xao. Trước đó, một chiếc xe tải cũng do Thaco lắp ráp sản xuất là Kia Frontier cũng đã may mắn bốc được biển số ngũ quý 29C568. Người đăng tải thông tin lên một diễn đàn ô tô cho biết đây là biển số bấm ngẫu nhiên và may mắn bốc trúng được. Có những người vẫn còn nghi ngờ về việc chiếc xe tải biển ngũ quý 8. Tuy nhiên, theo tờ giấy hẹn của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thì thông tin về cả xe và biển lại chính xác. Một chiếc xe tải Hyundai khác tại Hà Nội cũng có biển tứ quý 8. Theo quan niệm của người chơi xe, với dãy số tứ quý 8 và ngũ quý 8 thì đây được xem là điều may mắn cho chủ nhân. Vào tháng 8 vừa qua, một khách hàng mua Hyundai Santa Fe đời năm 2018 tại Hà Nội đã may mắn bốc được biển số ngũ quý 3 siêu khủng 30F33333. Theo một số thông tin, ngay sau khi bốc được biển số khủng, chủ xe đã giao bán chiếc xe này giá 2,5 tỷ đồng, cao gần gấp đôi so với lăn bánh thực tế của chiếc xe. Trước đó, vào tháng 7 tại Thanh Hóa, một người mua lại chiếc Toyota Corolla Altis đời cũ đã may mắn bốc được biển số ngũ quý 3 siêu khủng khi sang tên chuyển vùng chiếc xe này. Biển số chủ xe này bốc được là 36A5 số 3. Chiếc Toyota Corolla Altis này vào khoảng đời từ năm 2003 đến năm 2005, có giá bán hiện nay khoảng 300 triệu đồng. Vào ngày 21 tháng 5 vừa qua, chủ nhân của chiếc bán tải Ford Ranger, bạn Will Trott, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, bấm ngẫu nhiên được biển số ngũ quý 9 tiết lộ, thu hút sự chú ý của mọi người. Chiếc xe Kia Morning sở hữu biển số Hà Nội ngũ 9 siêu đẹp đã dậy sóng truyền thông khi xuất hiện trên đường. Chiếc xe này sau đó đã tìm thấy đăng ký xe chính chủ của một người ở Thanh Trì, Hà Nội. Và như bao số phận của những chiếc xe mang thân bình dân lại trót trúng số đẹp, chủ xe đã nhanh chóng bán lại cho một người sưu tầm số đẹp trả giá cao. Một chiếc xe hạng A Kia Morning màu đỏ mang biển kiểm soát thuộc tỉnh Nghệ An ngũ quý 4 37A 5 số 4 đã gây sốt mạng xã hội Facebook trong những ngày gần đây, được biết biển số được chủ xe bấm một cách ngẫu nhiên. Kia Forte, biển kiểm soát tỉnh Quảng Ninh với biển tứ quý 2 đẹp mắt,
Trong số những chiếc xe cỏ biển đẹp nổi tiếng còn có xe Dart biển tiêu quý 9 nữa, một chiếc taxi hiệu Daewoo đời cũ biển tiêu quý 4 ở Hà Nội, một chiếc xe Kia Morning mang biển ngũ 7 30E 5 số 7. Để xứng với biển số đẹp trên, chủ xe đã đưa chiếc Kia Morning đi làm đẹp lại nội thất và cả bên ngoài. Xe được đổi sang màu cam và làm lại đèn, mặt ca lăng giống bản cao cấp si. Vào cuối năm 2017, trên mạng xã hội cũng xuất hiện một mẫu xe khác cùng thương hiệu Toyota là Innova bốc được biển số ngũ quý 5. Đây là biển số siêu đẹp và sau đó, chiếc Innova đã được bán với giá hơn 2 tỷ đồng. Chiếc Toyota Yaris lăn bánh trên đường phố Sài Gòn sở hữu biển số ngũ quý 2 cực kỳ độc đáo. Và bên cạnh đó còn có một chiếc Vios ở Hà Nội với biển. Bỏ 3 tỷ mua siêu xe mới cứng, nhưng bạn bè thường hỏi mượn đi khoe. Hôm sau anh đi sơn lại xe thì chẳng ai hỏi mượn nữa. Anh chàng đã tốn hết hơn 3 tỷ đồng để mua chiếc Maserati, không những đẹp mà còn rất sang trọng. Bạn bè của anh cũng rất thích chiếc xe này, vì thế thường xuyên mượn. Nhìn thấy chiếc xe mới yêu quý của mình luôn bị người khác mượn, anh rất xót. Qua sự tư vấn của cửa hàng ô tô quen thuộc, anh đồng ý phủ một lớp màng bên ngoài cho xe của mình. Lớp màng này khiến chiếc xe trông như xe cũ. Ban đầu anh cũng không muốn phủ, nhưng anh cũng không thích cho bạn bè mượn xe. Có thể làm xước hoặc hư hại bởi bình thường anh rất giữ gìn, nhưng đưa bạn bè thì không chắc họ cẩn thận như thế. Quả nhiên từ lúc anh sửa sang lại chiếc xe, không ai còn muốn mượn xe nữa. Trong chiếc Maserati Ghibli đắt tiền, bị phủ cái vỏ bọc cũ kỹ và xấu xí thế này, chắc hẳn những người yêu thích dòng xe này sẽ cảm thấy khó hiểu và tiếc cho nó. Từ đầu đến đuôi chiếc xe đều bị phủ lớp màng vừa cũ vừa xấu, ai nhìn cũng có cảm giác đó là một chiếc xe bỏ đi. Không biết đi trên đường liệu có bị cảnh sát chặn lại không đây, tuy vậy khi mở xe, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ nét giữa bên trong và bên ngoài xe, quả là khác biệt. Nhiều người không chú ý đến bên trong chiếc xe mà chỉ nhìn ngoài để nhận định và thắc mắc liệu chiếc xe có gặp sự cố hay hỏng hóc trong khi di chuyển hay không. Đây cũng chính là mục đích của anh Trương khi phụ cũ chiếc xe của mình. Chiếc xe Maserati Ghibli này tuy đã sử dụng được nửa năm nhưng nội thất bên trong vẫn còn như mới. Có lẽ không ai chú ý tới sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài của nó. Chú rể Thái Bình đón dâu bằng siêu xe, trong đó có cả xe chở lợn mà cả họ nhà gái cười lăn lộn. Thưa quý vị, nói về ý tưởng rước dâu bằng xe tải, hỉ thổ lộ, chiếc xe chính là nguồn sống của mình, cũng sẽ là thứ sau này làm nên sự no đủ cho gia đình nhỏ của mình, nên mình quyết định lấy nó để đón cô gái mà mình yêu nhất về tổ ấm ấy. Thời nay, những đám cưới được đầu tư mạnh tay trong khoản trang trí, tổ chức cũng như là dùng xe sang, xịn, mịn để đón cô dâu đã không còn xa lạ. Nhưng bạn đã từng thấy một đám cưới nào mà cả chú rể lẫn đoàn xe rước dâu lái 12 chiếc xe tải nối đuôi nhau như một đội quân hùng hậu trên đường chưa? Chưa hết đâu nhé, người ta đến với đám cưới người thân bằng xe nhà thì em của chú rể này còn gây sốc hơn với quả xe nhà, độc nhất vô nhị, xe chở lợn. Đây đúng là một sự sáng tạo táo bạo và điểm nhấn không thể quên trong đám cưới của chú rể Trần Tiến Hỷ và cô dâu Phạm Bích Khuyên. Được biết, câu chuyện tình yêu của cặp đôi này cũng đặc sắc và đáng yêu không kém cách mà họ để lại ấn tượng trong đám cưới. Bích Khuyên và Tiến Hỷ quen nhau qua một người bạn. Anh kể, bạn mình rủ đi tập gym, nghỉ tập cho khỏe nên mình cũng đi. Ai ngờ, cậu bạn mình đang để ý một cô bé ở phòng tập và lấy đó làm động lực. Bạn mình có tán tỉnh nhưng cô nàng là cây cổ thụ lâu năm nên khó đổ. Về sau, cậu ấy nghỉ tập và vô tình mình và cô bé đó nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mình thấy Khuyên rất hay ngủ quên trên ghế tập. Mình có hỏi cô ấy mệt sao không về nhà ngủ mà lại đến đây ngủ thì cô ấy bảo đi diễn về khuya nên mệt. Sau hôm ấy, mình mới biết Khuyên là diễn viên chèo. Nhiều khi bất giác quay sang, toàn thấy cô ấy ngủ nên mình hay để ý. Thấy tội tội, thương thương, có lần Khuyên nghi ngờ mình có ý đồ gì. Nên mình lảng đi và trêu cô ấy, nhỉ mình xinh lắm ấy mà tưởng bỡ, sao về chỗ tập tỏ ra không quan tâm. Kỳ thực mình cảm giác đã có sự rung động với Khuyên rồi, nhưng thấy cô ấy không phải tiếp con gái dễ gần, dễ tán nên mình đành tỏ vẻ không cảm xúc. Ngày nào tập mình cũng đeo tai nghe, lúc đầu tụi mình nghe nhạc thật nhưng về sau đó chỉ là vật dụng che chắn để mình có thể ngắm cô ấy nhiều hơn. Lúc nào bị nàng phát hiện thì lại chỉnh lại tai nghe, giả vờ lơ đãng.
cặp đôi ngoài giờ đi tập gym gặp nhau thì vẫn nói chuyện trên Facebook, nhưng để có được cuộc hẹn hò từ người đẹp thì Hỷ vẫn chưa thể thực hiện. Đùng một cái vào ngày đẹp trời, khuyên rủ Hỷ đi ăn kem xôi sau giờ tập. Có lẽ đây chính là một tín hiệu bật đèn xanh mà nàng đã chịu chấp nhận tình cảm của chàng. Đến kỳ chính thức yêu nhau, cặp đôi gặp phải khá nhiều khó khăn khi Khuyên và Hỷ làm hai ngành nghề không liên quan đến nhau chút nào. Trong khi Khuyên phải đi diễn liên tục, xa nhà, thậm chí đi ngoại tỉnh đến cả tuần, thì Hỷ là phải trông rủi trên những chuyến xe đêm. Có một thời gian vì yêu gần mà hóa xa nên hai bạn thường xảy ra tranh cãi hiểu lầm. Thậm chí bố mẹ Khuyên từng phản đối gay gắt chuyện hai bạn trẻ, họ cho rằng công việc chính là rào cản lớn nhất. Nhưng rồi bằng tình yêu chân thành, Hỷ đã chứng minh được với phụ huynh rằng chắc chắn anh sẽ là người đàn ông tốt để con gái họ nương tựa cả đời. Hỷ chia sẻ, thời gian cãi nhau nhiều mình cũng nản lắm, ngỡ tưởng sẽ chia tay. Mình nhờ bạn bè tìm hiểu về công việc của Khuyên để có thể hiểu cô ấy hơn, và rồi mình thật sự thấy xót xa và cảm thông cho sự vất vả của nghề diễn. Chúng mình ngồi lại với nhau, nói lên những suy nghĩ thật sự và mong đợi về đối phương. Chúng mình chia sẻ những khó khăn trong công việc, nhưng vì đam mê mà vẫn cố trụ vững. Dần dần, mình và Khuyên hiểu và thông cảm với nhau nhiều hơn, từ đó bọn mình không còn cãi nhau nữa. Nói về ý tưởng rước dâu bằng xe tải, Hỷ thổ lộ, chiếc xe chính là nguồn sống của mình, cũng sẽ là thứ sau này làm nên sự no đủ cho gia đình nhỏ của mình, nên mình quyết định lấy nó để đón cô gái mà mình yêu nhất về tổ ấm. Chiếc xe không những là niềm đam mê công việc mà còn là sự tự hào vì nó đã giúp mình có được một người vợ tuyệt vời. Khi vừa đưa ra ý tưởng với Khuyên, Hỷ nhận được sự ngạc nhiên tột độ. Cô dâu thúc lên, anh bị làm sao vậy? Anh định cho cãi họ nhà em, ngồi trên thùng mà. Nhưng sau đó, Hỷ nói đã được anh em bạn bè đồng nghiệp ở khắp các tỉnh thành Hòa Bình, Hà Giang ủng hộ nên huy động được hơn 10 xe và còn rất nhiều xe ô tô khác nữa. Mỗi xe tải, Hỷ ấn định chỉ chở 3 người, nghe hợp lý, Khuyên lại tỏ vẻ thích thú. Không những thế, người nhà cô cũng rất hào hứng với sự sáng tạo của Hỷ. Kể về fan cuồng, với chiếc xe chở lợn, Hỷ vẫn không khỏi buồn cười. Đấy là em họ mình, nó bảo cho em đi đón dâu cùng với, chuyện sẽ không có gì để nói khi nó làm nghề thu mua lợn và đánh luôn cái xe chở lợn đi sang nhà cô dâu cùng anh. Lúc đầu mình không đồng ý, nhưng nó bảo đánh rửa sạch sẽ thơm tho lắm rồi, nhà gái cũng thế mà được trần cười ra nước mắt, đúng là có sạch mấy, nhưng nhìn dòng chữ thợ lợn xe sau xe thì ai cũng hình dung được. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.